như anh xuống đường Nguyễn Huệ đó ở dưới Sài Gòn đó không, ban đêm đó không, mà một chiều đứa thanh niên, một chiều đứa trẻ như tụi em gì đó đang ngồi đó, uống cà phê, ngồi tán gió, ngồi chơi đờn, rồi hát ca hát rồi đó, thì thấy nó vui vẻ không? Vui vẻ. Nó ôm mấy em chân dài rồi đó, thấy nó đã không? Đã. Mà sau đó đó không phải là anh nói không làm nha, mà anh thấy đêm nào nó cũng có đó chứ. Như là đó, cũng mà anh làm hồi nhỉ ở Sài Gòn đó, anh ở cái khách sạn mà Caravelle đó không? Mỗi ban đêm đó anh ra đó không? Cũng mà anh làm nguyên ngày, xong ban đêm đó anh đi ra đi bộ đó, mà mấy chục phút để cho nó mà có thể thao đó không? Thì anh nghĩ đúng không? Có một nhóm đó, nó ngồi đi nó đợt hát đêm nào cũng gì chứ hết. Có một nhóm á là nó thích xăm mình đó, nó ngồi đó. Không, có một nhóm là mấy đứa mà gì đó, mấy đứa mà lady boy á, mấy đứa mà trinh giới gì đó, ok, nó ngồi đó. Anh thấy lạ không, đêm nào anh ra đó không, giống nhau hết trơn à. Nó quen thấy anh nữa, đêm nào nó cũng thấy anh đi ngang hết trơn. Không, đêm nào anh cũng thấy nó đi ngang ngồi đấy chứ hết. Không, anh thấy lạ là gì, mà anh thấy con anh ở đó hết mấy tháng đó không, anh không có thấy cái gì nó thay đổi gì hết. Cho anh đó, nó rất là tiếng thời gian. Anh nói, thôi mẹ anh, nó còn trẻ tuổi gì, nó có nhiều vấn đề nó có thể làm được. Anh nó ngồi đi, nó ca hát, nó cứ đó tay. Và xong cái 5 năm sau, 10 năm sau hữu, tại sao mình nghèo gì mà hết thời. Tụi em thấy sao? Đúng á. Hầu hết ví dụ như là kể cả em hồi trẻ thế anh ạ, hồi trẻ em không có người định hướng ấy, thì bố mẹ bảo đi học thì mình cũng chỉ biết đi học thôi, đi học đại học xong thì bảo đi kiếm công việc. Tôi kiểu mà tôi em còn trẻ đó, cái chính gái mình đó, nó vẫn sản xuất ra vô cái xóa xong, cái đó rất là quan trọng. Tại vì có mà cái xóa xong nó giảm xuống rồi đó, bố mẹ em tới 40 tuổi nó giảm xuống còn 70-60% rồi đó không? Em không có tưởng tượng được á là nó ảnh hưởng mình tới mức nào. Em để đây, em qua cái video nhiều khi đó anh suy nghĩ cái tên của thằng Hòa đi. Hòa. Thấy không? Tại vì anh muốn quên nó làm sao? Không, tại vì mình lớn tuổi rồi đó, cái trí nhớ mình nó không có sản xuất cái chất mà testosterone nữa đâu không, là cái trí nhớ mình nó bắt đầu đó nó biến đi, xong rồi cái sức mạnh mình nó bắt đầu nó biến đi, cái bắp thịt mình nó bắt đầu nó biến đi, cái động lực mình nó bắt đầu nó biến đi, nó giảm xuống liền, nó giảm xuống khủng khiếp luôn á. Bởi của mình còn cái tuổi trẻ đó không, cũng mà cái trí nhớ mình nó vẫn còn sản xuất được đó, nó vẫn còn mạnh để cho mình có trí nhớ, mình có học hỏi được mau đó không? Không, như anh chia sẻ với tụi em á, mình nên đối phó với mấy người ta mà làm phiền mình dù cái tuổi tác mình đó. Và anh nói gì xong tụi em nhớ liền, anh biết rằng á là anh nó ra nó sẽ nói liền, thấy không? Còn như anh liền bây giờ đó, em mà chỉ anh á, dạy anh cái chiêu mới đi, để anh phải tập luyện nó hết một tháng á mới nhớ được. Anh sao vậy? Tại vì anh lớn tuổi thì chính giác anh không có sản xuất á, cái mà cái chất mà testosterone nữa, bởi vì anh cái trí nhớ anh muốn nhớ cũng không được nữa. Đó là một cái vấn đề mà nó không có ai nói trong trường, trong đại học đó không? Nó không nói cho bà con biết. Không, khi nhiều đứa nó hỏi anh là anh tài của mình còn trẻ đó, mình lo xây dựng kinh doanh hay là mình lo gượt gái, thấy không? Anh sẽ nói rằng đó là cái vấn đề mà em có thể làm được á, như thằng Thanh nó chú ý vô đi, nó làm mấy cái vấn đề mà anh chia sẻ là nói bông, xong anh khuyên nó làm đó bông, là anh tin rằng á là trong 5 năm 10 năm á, nó sẽ có công ty á mà bán xà lan nó bông lớn nhất trong nước Việt Nam, mà nó chỉ tốn 5 năm 10 năm à, 10 năm thôi. Còn như anh liền bây giờ đó, anh muốn làm gì đi, nó sẽ có thể tốn 20 năm 30 năm. Anh sẽ thấy là cái tốc độ mà anh có thể học được cái thông tin mới, cái tốc độ mà anh có thể nhớ được cái thông tin mới đó, nó giảm xuống. Em hiểu không? Rồi. Không. Em hiểu. Không có gì, em thấy ba em hiểu rồi.
em hồi xưa làm dữ, bây giờ làm nổi. Là bởi vì mấy cái tài năng mà mình cần học đó không? Là mình cần học của mình còn nhỏ, đúng không? Như liền bây giờ đó, so sánh với của mà anh còn 40 tuổi đó không? Em tụi em á, mà như liền bây giờ đi, liền mình nói liền bây giờ đi. Như tụi em á, đặt ra cái lời nói gì đi, cái thử thách gì đó không? Thì anh có thể á, là trả lời được. Okay. Anh có thể trả lời được. Còn á, lúc mà anh gặp thằng khác như anh đi, nó mà thử thách anh đi, nó sẽ cảm hơn. Tại sao vậy? Bởi vì đầu óc của anh vẫn nó không lẽ. Nhưng anh tụi em mà lấy cái anh Tài hồi 40 tuổi hay là 35 tuổi đi, đối phó với mà cái anh Tài 52 tuổi liền bây giờ đi, không cách nào mà anh á lanh lẹ hơn á, mà cũng mà anh nói á lanh lẹ hơn lúc 35 hay là 40 tuổi, không cách nào hết. Ok, thì á là mình dùng cái thời điểm đó mình còn trẻ đó, xong mình học hỏi được đó, nhớ được đó, mình dồn nó vô hết trên trong cái tuổi đó. Tại 5 năm lúc mà giữa 25 tới 30 tuổi đó, cái thời điểm đó bông, em có thể học được đó, là vấn đề đó, anh học đó, 30 năm mới học được. Còn á, như em mà 15 tuổi tới 20 tuổi, nó còn dễ hơn á, là 25 tới 30 nữa. Em nhớ vấn đề đó, bởi của mình sang con ra đó, mình dồn vô hết trơn á, mình ép nó vô hết trơn, đừng có mẹ làm cái đó thoải mái, đừng có làm cái nó dễ dàng, phá đầu quỷ đó. Ok. Nghe mấy tầm bậy đó. Nhớ vấn đề đó, xong rồi mình biết gì đó, mình phải bỏ cái bản thân mình để vô trong cái môi trường đó, để mình thi đấu, mình thử thách, để cho mình phát triển. Ok.